Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Doãn Minh Bảo, 43 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về tội chống người thi hành công vụ. Trước đó sáng qua, tổ công tác đội cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố Long Khánh tuần tra kiểm soát trên tuyến đường số 4 thuộc khu công nghiệp Long Khánh, ấp 1, xã Bình Lộc thì phát hiện xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 51C11129 do Bảo điều khiển không thắt dây an toàn. Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Khi bị lực lượng công an kiểm tra, đối tượng không chấp hành, điều khiển xe bỏ chạy. Sau khi bị tổ công tác dừng phương tiện, đối tượng Bảo liền nhảy xuống xe, dùng dao tấn công tổ công tác. Ngay lập tức, tổ công tác đã khống chế bắt đối tượng đưa về cơ quan công an làm việc. Tại cơ quan công an, đối tượng Trần Doãn Minh Bảo đã thừa nhận hành vi sai phạm.